Thưa quý vị và các bạn, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ được biết đến là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng, nơi sinh thành ra nhiều danh nhân anh hùng hào kiệt mà sử sách còn lưu danh, tiêu biểu như là Trung tướng Nguyễn Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đây là vùng đất cổ với nhiều tầng dày về lịch sử và văn hóa, minh chứng là nhiều di tích lịch sử đã được công nhận là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật. Trong chương trình Đất và Người Hưng Yên ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tôi khám phá một trong những di tích nói trên. Đó chính là đình Lạc Cầu, thuộc thôn Lạc Cầu, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Đồng hành với tôi trong chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu cụ Phạm Văn Ngỗng, thành viên ban quản lý di tích đình Lạc Cầu. Dạ, chào cụ ạ. Hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì cụ sẽ cho khán giả truyền hình thấy được nhiều hơn những nét đẹp của ngôi đình ạ. Theo sử sách và các tài liệu còn lưu trữ tại đình làng, cũng như theo lời kể của các cụ cao tuổi ở địa phương, những năm xa xưa, thôn Lạc Cầu có hai nơi thờ thành hoàng làng, đình Đông ở phía đông của làng, thờ tướng Trương Công Đại, nghè Tây ở phía tây làng, thờ tướng Lý Công Mẫn. Đây là hai vị anh hùng của quê hương, có tài thao lược, có công lớn trong đánh đuổi giặc ngoại xâm, và đã hy sinh anh dũng trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, được nhân dân Lạc Cầu tôn là thành hoàng làng. Do đỉnh Đông và nghè Tây nằm ở ngoài đồng, xa khu dân cư, việc hương khói gặp nhiều khó khăn. Vì thế, dân làng đã gom góp tiền của xây dựng một ngôi đình ở giữa làng và rước bài vị của hai ngài về thờ tại đình làng, lấy tên thôn, đặt tên cho ngôi đình là đình Lạc Cầu. Thưa cụ, là theo thần tích của đình Lạc Cầu thì do có công lao giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu dân cứu nước nên là hai vị thần Trương Công Đại và Lý Công Mẫn đã được nhân dân làng Lạc Cầu tôn làm thành hoàng làng. Vậy thì cụ có thể nói rõ hơn về chiến công của hai vị tướng công này cũng như là công lao của hai ngài trong việc khuyến khích nhân dân trồng lúa, dệt vải và gìn giữ các truyền thống văn hóa tốt đẹp ạ? Đình Lạc Cầu có từ thế kỷ thứ nhất, năm 40, do hai vị thần hoàng là Trương Công Tuấn sau đổi tên là Trương Công Đại và Lý Công Mẫn. Theo thần tích để lại là hai ông 5 tuổi đã giỏi âm luật, tức là giỏi toàn bộ những cái binh pháp rồi là chữ nghĩa đấy. Sau khi nhập vào quân của Hai Bà Trưng thì làm một ông tướng là quan văn và quan võ của đầu triều thời Hai Bà Trưng. Cái thôn này là có 20 vị theo tướng Trương Công và Lý Công đi đánh giặc. Sau khi đánh tan quân Tô Định thì hai vị thánh về đây dạy dân chịu khó làm lông và đồng thời là trồng dâu dệt lụa. Ở đây bên phải đình là thờ thần nông và bên trái thờ là thờ Bệ Hậu, tức là thờ những người có công. Theo các cụ và nhân dân trong làng, bên cạnh là nơi thực hành tín ngưỡng, đình Lạc Cầu còn ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử của địa phương. Trước năm 1945, đình là nơi hội họp, hoạt động của các đồng chí cán bộ cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đình là nơi tổ chức các cuộc họp của chi bộ Lạc Cầu, Ngọc Long, Tinh Tiến, Đồng Than. Năm 1951, tại đây đã diễn ra một sự kiện đặc biệt quan trọng, đó là cuộc họp của Ban chỉ đạo đánh bốt kênh cầu. Trận đánh đã đi vào lịch sử, quân ta giành thắng lợi hoàn toàn. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đình đã được trưng dụng làm kho chứa lương thực, là nơi diễn ra những ngày hội tòng quân, tiễn đưa lớp lớp thanh niên ưu tú của quê hương lên đường đánh giặc. Thưa cụ, là ngôi đình của mình cũng là một trong những nhân chứng lịch sử đã chứng kiến sự thay đổi của làng quê qua các thời kỳ. Thì cụ có thể nói về những lần mà ngôi đình mình đã tham gia cùng với bà con nhân dân trong kháng chiến không ạ? Đình này là cái nơi trung tâm để sinh hoạt văn hóa và chính trị của làng Lạc Cầu. Ngày xưa đấy, tuần đinh rồi tất cả lý trưởng phó lý việc dân của dân làng là tập toàn tập trung ở đây. Thời gian chống Pháp thì nơi đây là cái nơi sinh hoạt chi bộ của đảng ở đây. Du kích họp đánh bốt cây cầu và đánh cái bốt cầu lác. Năm 54 được giải phóng được toàn bộ hai cái bốt này thì dân làng không bị kìm kẹp nữa.
đây cũng là cái nơi tập trung cho cái văn hóa chính trị của dân để các cái đợt tuyển quân, nghĩa vụ quân sự để đi đánh kẻ Mỹ cứu nước. Thưa cụ, là hiện nay thì tại đình mình còn lưu giữ được những cổ vật, hiện vật nào có giá trị ạ? Ở đây thì là cái cổ vật còn giữ lại được là cái bộ bát biểu có địch là có những cái này. Tức là từ năm 1587. Và cái thứ hai nữa, ở trong cung có hai cái gai cổ thờ hai vị thần hoàng. Nhưng có một cái điều thế này này, ông Trương Công Tuấn thì là phải đẻ đô lên, ông Lý Công vẫn là con nuôi, cho nên buộc phải đẻ dưới. Và có một cái hòm sắc phong thời Khải Định với đệ Tứ Đức. Thế và đồng thời là có hai cái lọ hương đồng thì cũng vẫn là cổ. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, sự tàn phá của chiến tranh, song các thế hệ người dân Lạc Cầu vẫn đoàn kết bên nhau, bảo vệ lưu giữ được những hiện vật, cổ vật rất có giá trị về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật như hai cỗ ngai, bài vị sơn son thiếp vàng thời Nguyễn, ba đạo sắc phong, một bàn thờ gỗ thời Nguyễn, sáu đài đồng, tám chân đèn đồng, bốn lư hương đồng, sáu hạc đồng, bốn bức đại tự, một bản thần tích. Với những giá trị đặc sắc về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, năm 1997, đình Lạc Cầu đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử và nghệ thuật cấp quốc gia. Để phát huy các giá trị của di tích, thông qua đó tưởng nhớ tới hai vị thành hoàng làng, những người có công với dân với nước, hàng năm nhân dân địa phương tổ chức lễ hội vào 6 ngày từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ Trương Công Đại và từ 14 đến 16 tháng 8 âm lịch để tưởng nhớ Lý Công Mẫn. Tại lễ hội đã diễn ra nhiều nghi thức như lễ mộc dục, rước kiệu, các trò chơi dân gian, liên hoan văn nghệ. Với những giá trị đặc sắc về vật thể và phi vật thể, đình Lạc Cầu đã và đang trở thành điểm đến, nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh của nhân dân trong vùng, nơi giáo dục bảo lưu những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông. Từ năm 1997, đình Lạc Cầu là đã được nhà nước công nhận là cái di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cho nên là từ đó là nhân dân trong thôn rất là phấn khởi, mang rất nhiều những các cái tâm nguyện vào, một lòng đoàn kết và gìn giữ cái di tích lịch sử văn hóa này và dạy dỗ con cháu phải noi gương lại tất cả những cái vị anh hùng dân tộc của mình ngày xưa mà chính thức là người con ở quê hương thôi. Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đình làng, xã cũng cùng với thôn thực hiện việc trùng tu tu bổ. Đặc biệt thì năm 2019, Ủy ban tỉnh thì có hỗ trợ 500 triệu, Ủy ban xã thì cũng đã có chủ trương đầu tư là trên 1 tỷ. Cái còn lại thì là nhân dân đóng góp, và đến ngày hôm nay thì ngôi đình là một nơi để nhân dân được đến thờ cúng và các cái dịp đó là để cái minh chứng cho việc biết ơn đến những các cái tướng mà đã có những công với nước với làng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa có những trải nghiệm về những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc tại đình Lạc Cầu, một di tích lịch sử cấp quốc gia nằm trong quần thể di tích của xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!